Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào động tác số 1 của bài số 2 là động tác tĩnh. Với động tác này chúng ta sẽ thực hiện là hít một hơi thật sâu. Sau đó chúng ta đóng cơ hậu môn lại, phình bụng ra giữ khí và gập xuống giữa hai chân như thế này. Giữ 5 giây, sau đó chúng ta chống lên và thở ra bằng miệng. Khi thở thì chúng ta lưu ý là mình sẽ hơi hóp bụng nhẹ lại để đẩy hết khí ra ngoài nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập động tác số 1 của bài số 2, động tác tĩnh. 1. Hít một hơi thật sâu. Đóng cơ hậu môn lại, phình bụng ra, gập xuống giữa hai chân, giữ khí 5 giây. 1, 2, 3, 4, 5. Chống thẳng lưng người lên, từ từ thở ra bằng miệng. Hai, hít một hơi thật sâu. Đóng cơ hậu môn lại, phình bụng ra, gập xuống giữa hai chân, giữ 5 giây. 1, 2, 3, 4, 5. Chống thẳng người lên, từ từ thở ra bằng miệng. 3, hít một hơi thật sâu. Đóng cơ hậu môn, phình bụng ra, gập xuống giữa hai chân, giữ 5 giây. 1, 2, 3, 4, 5. Chống thẳng lưng lên, từ từ thở ra bằng miệng. 4. Hít một hơi thật sâu. Đóng cơ hậu môn lại, phình bụng, gập xuống giữa hai chân, giữ khí 5 giây. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi chống thẳng lưng lên, từ từ thở ra bằng miệng. 5. Hít một hơi thật sâu. Đóng cơ hậu môn lại, phình bụng, gập xuống giữa hai chân, giữ khí 5 giây. 1, 2, 3, 4, 5. Chống thẳng lưng lên, từ từ thở ra bằng miệng. 6. Hít một hơi thật sâu. Đóng cơ hậu môn, phình bụng, gập xuống giữa hai chân, giữ khí 5 giây. 1, 2, 3, 4, 5. Chống thẳng lưng lên, từ từ thở ra bằng miệng. 7. Hít một hơi thật sâu. Đóng cơ hậu môn, phình bụng ra, gập xuống giữa hai chân, giữ 5 giây. 1, 2, 3, 4, 5. Chống thẳng lưng lên, từ từ thở ra bằng miệng. 8. Hít một hơi thật sâu. Đóng cơ hậu môn, phình bụng, gập xuống giữa hai chân, giữ 5 giây. 1, 2, 3, 4, 5. Chống thẳng lưng lên, từ từ thở ra bằng miệng. 9. Hít một hơi thật sâu. Đóng cơ hậu môn, phình bụng, gập xuống giữa hai chân, giữ khí 5 giây. 1, 2, 3, 4, 5. Chống thẳng lưng lên, từ từ thở ra bằng miệng. 10. Hít một hơi thật sâu. Đóng cơ hậu môn, phình bụng, gập xuống giữa hai chân. 1, 2, 3, 4, 5. Chống thẳng lưng lên, từ từ thở ra bằng miệng. 10. Chúng ta từ từ mở mắt ra và nghỉ ngơi một chút trước khi chúng ta chuyển sang động tác số 2 của bài số 2. Bây giờ chúng ta sẽ qua động tác số 2 của bài số 2.
Với động tác đậu này thì chúng ta sẽ tập như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ hít vào hơi thật sâu từ mũi, đóng cơ hậu môn lại, phình bụng ra và chúng ta sẽ gập xuống giữa hai chân. Rồi đó chống lên, gập sang chân trái. Chống lên, gập sang chân phải. Chống lên, rồi chúng ta mới bắt đầu thở ra. Rồi, chúng ta bắt đầu nha. Rồi động tác số 2 của bài số 2, động tác đầu tiên, 1. Hít một hơi thật sâu. Đóng cơ hậu môn, phình bụng gập xuống giữa hai chân. Chống lên, gập sang trái. Chống lên, gập sang phải. Chống lên và từ từ thở ra bằng miệng. Khi thở bụng hơi hóp nhẹ lại, đẩy hết khí ra ngoài. Hai, hít một hơi thật sâu. Đóng cơ hậu môn, phình bụng gập xuống giữa hai chân. Chống lên, gập sang chân trái. Chống lên, gập sang phải. Chống lên và từ từ thở ra bằng miệng. Ba, hít một hơi thật sâu. Đóng cơ hậu môn, phình bụng gập xuống giữa hai chân. Chống lên, gập sang chân trái. Chống lên, gập sang chân phải. Chống lên và từ từ thở ra bằng miệng. Bốn, hít một hơi thật sâu. Đóng cơ hậu môn, phần bụng gập xuống giữa hai chân. Chống lên, gập sang chân trái. Chống lên, gập sang chân phải. Chống lên và từ từ thở ra. Năm, hít một hơi thật sâu vào. Đóng cơ hậu môn, phần bụng gập xuống giữa hai chân. Chống lên, gập trái. Chống lên, gập phải. Chống lên và từ từ thở ra miệng. Sáu, hít một hơi thật sâu. Đóng cơ hậu môn, phần bụng gập xuống giữa hai chân. Chống lên, gập sang chân trái. Chống lên, gập sang chân phải. Chống lên từ từ thở ra miệng. Lại tiếp tục lên sau vài. Đóng cơ hậu môn, phần bụng gập xuống giữa hai chân. Chống lên, gập trái. Chống lên, gập phải. Chống lên, từ từ thở ra miệng. Tám, hít một hơi thật sâu. Đóng cơ hậu môn, phần bụng gập xuống giữa hai chân. Chống lên, gập sang bên trái. Chống lên, gập sang bên phải. Chống lên và từ từ thở ra miệng. Chín, hít một hơi thật sâu. Đóng cơ hậu môn, phần bụng gập xuống giữa hai chân. Chống lên, gập trái. Chống lên, gập phải. Chống lên và từ từ thở ra miệng. Mười, cái đường ngang sau. Nắm cơ hậu môn, phần bụng gập xuống giữa hai chân. Chống lên, gập trái. Chống lên, gập phải. Chống lên và từ từ thở ra miệng. Rồi, chúng ta từ từ mở mắt ra. Chúng ta vừa hoàn thành xong động tác số 1 của bài số 2. Chúng ta sẽ nghỉ một chút.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu qua động tác số 3 của bài số 2, động tác hoàn nguyên. Với động tác này chúng ta sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ hít vào một hơi thật sâu. Sau đó đóng cơ hậu môn lại, phình bụng ra, gập xuống giữa hai chân và chống thẳng lưng lên. Và chúng ta sẽ bắt đầu từ từ thở ra bằng miệng. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Một, hít một hơi thật sâu. Đóng cơ hậu môn, phình bụng ra, gập xuống giữa hai chân, chống thẳng lưng lên, thở ra. Thở ra bụng hơi hấp nhẹ lại, đẩy hết khí ra ngoài. 2. Hít một hơi thật sâu. Đóng cơ hậu môn, phình bụng, gập xuống giữa hai chân, chống thẳng lưng lên, thở ra. 3. Hít một hơi thật sâu. Đóng cơ hậu môn, phình bụng, gập xuống giữa hai chân, chống thẳng lưng lên, từ từ thở ra bằng miệng. Bốn, hít một hơi thật sâu. Đóng cơ hậu môn, phình bụng, gập xuống giữa hai chân, chống thẳng lưng lên, từ từ thở ra bằng miệng. Năm, hít một hơi thật sâu. Đóng cơ hậu môn, phình bụng, gập xuống giữa hai chân, chống thẳng lưng lên, từ từ thở ra bằng miệng. 6. Hít một hơi thật sâu. Đóng cơ hậu môn, phình bụng, gập xuống giữa hai chân, chống thẳng lưng lên, từ từ thở ra bằng miệng. 7. Hít một hơi thật sâu. Đóng cơ hậu môn, phình bụng, gập xuống giữa hai chân, chống thẳng lưng lên, từ từ thở ra bằng miệng. 8. Hít một hơi thật sâu. Đóng cơ hậu môn, phình bụng, gập xuống giữa hai chân, chống thẳng lưng lên, từ từ thở ra bằng miệng. 9. Hít một hơi thật sâu. Đóng cơ hậu môn, phình bụng, gập xuống giữa hai chân, chống thẳng lưng lên, từ từ thở ra bằng miệng. 10. Hít một hơi thật sâu. Đóng cơ hậu môn, phình bụng, gập xuống giữa hai chân, chống thẳng lưng lên, từ từ thở ra bằng miệng. Rồi, chúng ta vừa thực hiện xong động tác số 3 của bài số 2. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút xíu trước khi chuyển sang đọc bài số 3.